Thưa quý vị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huỳnh Đức Thơ cùng chủ trì họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 với các quận, huyện để tiếp tục chỉ đạo các biện pháp phòng chống dịch trong thời điểm thành phố chuyển trạng thái như hiện nay. Qua 3 ngày chuyển trạng thái trong phòng chống dịch thì cơ bản tình hình được đảm bảo. Tuy nhiên, bên cạnh các cơ sở kinh doanh ăn uống tuân thủ đúng quy định thì cũng có một số cơ sở vẫn phục vụ tại chỗ hoặc lượng người tập trung mua đông, không đảm bảo giãn cách. Đến nay, Đà Nẵng đã qua 11 ngày không có ca mắc mới COVID-19. Hiện nay, các địa phương đã lấy hơn 61.000 mẫu xét nghiệm đại diện hộ gia đình và đến nay đã có kết quả hơn 56.000 mẫu và đều âm tính. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huỳnh Đức Thơ lưu ý, mặc dù dịch đã được kiểm soát, nhưng không vì thế mà chủ quan, cần tiếp tục tập trung các biện pháp phòng chống dịch. Chừng nào chưa có cái ban hành cái trạng thái mới, thì mọi việc vẫn phải chấp hành một cách rất là nghiêm túc. Đơn vị có liên quan ấy, là chúng ta tập trung để mà chuẩn bị cho cái bước tiếp theo. Và trong đó là chúng ta cũng tiếp tục chuẩn bị một rất nhiều những cái biện pháp cụ thể khác để mà chúng ta có thể chung sống trong cái điều kiện bình thường mới. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huỳnh Đức Thơ đề nghị cần thực hiện chặt chẽ quy trình làm thế nào để phát hiện sớm ca bệnh nếu có trong cộng đồng. Các cơ sở y tế, hiệu thuốc cần phải là những chốt chặn quan trọng, không để lọt những trường hợp có triệu chứng nghi ngờ bệnh. Tất cả bệnh nhân cúm là đều phải được, là dù có mua thuốc, dù có tới chỗ tư nhân cũng phải được yêu cầu xét nghiệm. Dù có thể bán thuốc hay không bán thuốc, có tòa hay không có tòa, nhưng mà phải được yêu cầu xét nghiệm. Và lập tức những cái trường hợp như vậy phải được cảnh báo, gửi đến ví dụ gửi đến CDC hay đâu đó, đều được quản lý. Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ cũng đề nghị các địa phương khẩn trương hỗ trợ khó khăn cho người dân, cũng như hỗ trợ cho các tổ công tác COVID-19 trong cộng đồng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong người dân, nhất là việc cài đặt ứng dụng Bluezone, đề nghị ngành y tế hỗ trợ cho Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh khi tổ chức thi đánh giá năng lực cho thí sinh tại Đà Nẵng. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đánh giá cao sự chủ động của các đơn vị địa phương đã có biện pháp kịp thời khi thành phố chuyển sang trạng thái mới, đề nghị các địa phương tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn để người dân nắm, hiểu và tạo thành thói quen thực hiện. Đi kèm với đó, cần tiếp tục kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm. Trên cơ sở đánh giá đúng nguy cơ dịch bệnh và khả năng kiểm soát một cách khoa học nhất, thành phố sẽ tiếp tục có những điều chỉnh phù hợp nhất. Tôi đề nghị là ngành y tế phải có cái tham mưu rất là sát về mặt chuyên môn. Bởi vì đánh giá ở đây thì phải nói là, tôi nói là có hai cái điều kiện. Một là chúng ta đánh giá cái tình hình cho nó đúng. Cái thứ hai nữa là chúng ta phải có cái căn cứ của cái việc đánh giá. Trên cơ sở cái việc chúng ta có cái đánh giá thì chúng ta phải khẩn trương có cái văn bản đề xuất với Ban chỉ đạo phòng chống dịch quốc gia để có cái ý kiến hướng dẫn cho các địa phương về việc áp dụng các biện pháp cách ly. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị Ban chỉ đạo xem xét kiến nghị Trung ương về việc xét nghiệm dịch vụ để đáp ứng nhu cầu khi người dân cần xét nghiệm. Đề nghị Ban chỉ đạo thành phố cần xây dựng chiến lược xét nghiệm phù hợp theo tình hình mới, nhanh chóng phân tích kết quả xét nghiệm hộ gia đình để đánh giá nguy cơ dịch bệnh trong cộng đồng.